Xin chào tất cả các con, chào mừng các con quay trở lại với tiết toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ở tiết học trước, cô trò mình đã cùng nhau tìm hiểu về bảng nhân 9 và bảng chia 9 rồi. Ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu bài tiếp theo, bài 13, tìm thành phần trong phép nhân, phép chia. Chúng mình dở cho cô sách trang 39, cô trò mình cùng tìm hiểu nhé. Hoạt động đầu tiên đó là hoạt động khám phá, tìm thừa số trong một tích. Cô có đề toán như sau. 3 ca đựng nước như nhau, có tất cả 6 lít nước. Hỏi mỗi ca đựng mấy lít nước? Đối với bài toán này thì cô sẽ tóm tắt dưới dạng hình ảnh như sau. Các con có thể quan sát thấy đây là 3 ca đựng nước như nhau đúng không? Bởi vì 3 chiếc ca này giống nhau mà. Và 3 ca này thì có tất cả là 6 lít nước. Bài toán hỏi chúng mình là số nước ở trong mỗi ca là bao nhiêu lít. Quan sát hình ảnh thì các con sẽ thấy rằng số lít nước ở một ca được lấy 3 lần thì sẽ được 6 lít. Vậy thì số lít nước ở một ca sẽ là 6 chia cho 3 và bằng 2 lít. Mặt khác, cô sẽ tóm tắt bài toán này dưới dạng phép tính như sau. Hỏi chấm nhân 3 bằng 6, tức là bao nhiêu lít này, nhân với 3K thì mình sẽ được 6 lít. Trong phép tính này thì số ở dấu hỏi chấm đóng vai trò là thừa số, số 3 cũng đóng vai trò là thừa số và 6 đóng vai trò là tích. Vừa rồi chúng ta đã làm phép tính là 6 chia 3 bằng 2 lít, ở đây sẽ là số 2. Vậy thì qua phép tính này chúng ta sẽ rút ra được một cái ghi nhớ, đó là muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Quy tắc này thì yêu cầu chúng mình cần phải học thuộc lòng để áp dụng và làm những bài tập thật là nhanh và chính xác nữa. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo là phần hoạt động. Bài tập đầu tiên trong phần hoạt động yêu cầu các con tìm thừa số theo mẫu. Vậy chúng mình hãy quan sát cô làm mẫu này. Hỏi chấm nhân 5 bằng 35. Vậy thì số hỏi chấm ở đây đóng vai trò là thừa số rồi. Chúng mình cùng nhớ lại phần ghi nhớ là muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Tức là 35 chia cho 5 là bằng 7. Vậy số cần điền vào dấu hỏi chấm là số 7. Tương tự như thế đối với phần A nào. Hỏi chấm nhân 4 bằng 28. Ta có 28 chia cho 4 bằng 7, nên số cần điền vào dấu hỏi chấm là số 7. Phần B, hỏi chấm nhân 3 bằng 12. Ta có 12 chia 3 bằng 4, nên số cần điền vào dấu hỏi chấm là số 4. Phần C, 6 nhân hỏi chấm bằng 24. Số ở dấu hỏi chấm ở đây vẫn đóng vai trò là thừa số, nên ta vẫn có 24 chia 6 bằng 4, nên số cần điền vào dấu hỏi chấm là số 4. Cùng chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu các con điền số. Ở đây cô sẽ có một bảng, bảng của cô gồm 3 hàng. Hàng thứ nhất là thừa số, hàng thứ hai là thừa số và hàng thứ ba là tích. Chúng ta sẽ dựa vào những số đề bài đã cho để tìm những số ở dấu hỏi chấm. Cột đầu tiên, chúng ta có thừa số là 8, thừa số là 4, nên tích sẽ bằng 8 x 4 và bằng 32. Cột thứ hai, đề bài cho thừa số là 6, tích là 18 và yêu cầu tìm một thừa số, nên ta sẽ có 18 chia 6 bằng 3. Vậy số cần điền vào dấu hỏi chấm là số 3. Cột thứ 3, đề bài cho thừa số là 5, tích là 30 và yêu cầu chúng ta đi tìm một thừa số. Ta có 30 chia 5 bằng 6, nên số cần điền vào dấu hỏi chấm là số 6. Cột thứ 3, đề bài cho thừa số là 7, tích là 21 và yêu cầu tìm thừa số ở dấu hỏi chấm. Ta vẫn có 21 chia 7 bằng 3, nên số cần điền vào dấu hỏi chấm là số 3. Cột cuối cùng,
Đề bài cho thừa số là 9, tích là 3/16. Ta có 3/16 chia 9 bằng 4. Vậy số cần điền vào dấu hỏi chấm là số 4. Chúng ta sẽ sang nội dung bài tập số 3. 5 cabin chở tất cả 30 người. Biết rằng số người ở mỗi cabin như nhau. Hỏi mỗi cabin chở bao nhiêu người? Chúng ta sẽ làm phần tóm tắt trước. Đề bài cho biết 5 cabin chở tất cả 30 người và hỏi chúng ta mỗi cabin chở bao nhiêu người. Cô sẽ có 5 cabin 30 người, 1 cabin ...người. Ở phần bài giải cô sẽ có câu trả lời. Số người ở mỗi cabin là... Vì 5 cabin có 30 người nên để tìm được số người ở mỗi cabin, chúng ta sẽ lấy số tổng số người là 30 chia cho số cabin là 5. Hay cô có phép tính 30 chia 5 bằng 6, đơn vị là người. Đáp số 6 người. Bây giờ cô trò mình cùng sang phần khám phá tiếp theo. Đó là phần khám phá tìm số bị chia, số chia. Phần A, tìm số bị chia, cô có đề toán. Mai mua về một số bông hoa, rồi cắm hết vào 3 lọ. Mỗi lọ có 5 bông. Hỏi, Mai đã mua về bao nhiêu bông hoa? Cô sẽ tóm tắt bài này dưới dạng hình ảnh, đó là đây. Các con nhìn thấy đây. 3 lọ, lọ thứ nhất, lọ thứ hai, lọ thứ ba. Và mỗi lọ thì có 5 bông hoa. Và đề bài hỏi chúng ta là số bông hoa tất cả. Chúng ta thấy rằng số bông hoa cả 3 lọ thì bằng số bông hoa ở một lọ nhân với 3. Tức là số bông hoa ở cả 3 lọ sẽ là 5 nhân 3 và bằng 15 bông. Các con có thể đếm lại và thấy ở đây đúng là 15 bông hoa. Đây, 15 bông hoa. Mặt khác, cô sẽ tóm tắt dưới dạng phép tính như sau. Hỏi chấm chia 3 bằng 5. Chúng ta có dấu hỏi chấm ở đây đóng vai trò là số bị chia, 3 đóng vai trò là số chia và 5 thì đóng vai trò là thương. Chúng ta đã làm được phép tính, đó là 5 nhân 3 bằng 15 bông. Ở đây đến số 15. Vậy thì qua phép nhân này chúng ta cũng đã rút ra được quy tắc để tìm số bị chia. Đó là muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Chúng mình hãy học thuộc phần ghi nhớ này nhé. Chúng ta sang phần B nào, tìm số chia. Cô có bài toán như sau. Việt cắm 15 bông hoa vào các lọ. Mỗi lọ 5 bông. Hỏi Việt cắm được mấy lọ hoa như vậy? Cô sẽ có phần tóm tắt đây này. 15 là tổng số hoa này. Chia cho dấu hỏi chấm đóng vai trò ở đây là lọ. Và bằng 5, 5 là số bông hoa ở mỗi lọ. 15 đóng vai trò là số bị chia. Dấu hỏi chấm đóng vai trò là số chia. Và 5 đóng vai trò là thương. Chúng ta thấy rằng số lọ hoa cắm được là 15 chia 5 bằng 3 lọ. Vậy số cần điền vào dấu hỏi chấm là số 3. Qua phép tính này chúng ta sẽ rút được ra quy tắc tìm số chia như sau. Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia, chia cho thương. Phần ghi nhớ tìm số bị chia này các con cũng học thuộc nhé. Bây giờ cô cho mình hãy áp dụng vào phần hoạt động để giải một số bài tập. Bài tập đầu tiên trong phần hoạt động đó là bài tập 1. Phần A, tìm số bị chia theo mẫu. Cô có mẫu như sau này. Hỏi chấm chia 5 bằng 6. Số ở dấu hỏi chấm ở đây đóng vai trò là số bị chia. Vậy hãy nhớ lại quy tắc nhé. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Tức là 6 nhân 5 và bằng 30. Vậy số cần điền là số 30. Tương tự như thế, các con hãy làm cho cô phép tính đầu tiên nào. Hỏi chấm chia 6 bằng 7. Ta có 7 nhân 6 bằng 42. Nên số cần điền là số 42. Tiếp theo, hỏi chấm chia 4 bằng 8. Ta có 8 nhân 4 bằng 32. Nên số cần điền là số 32.
Hỏi chấm chia 3 bằng 6. Ta có 6 nhân 3 bằng 18, nên số cần điền vào dấu hỏi chấm là số 18. Chúng ta cùng sang phần B. Tìm số chia theo mẫu. Mẫu của cô là 15 chia hỏi chấm bằng 3. Vậy muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia cho Thương, tức là 15 chia 3 bằng 5, nên số cần điền là số 5. Các con hãy làm các phép tính sau cho cô. 24 chia hỏi chấm bằng 6. Ta có 24 chia 6 bằng 4, nên số cần điền là số 4. 40 chia hỏi chấm bằng 5. Ta có 40 chia 5 bằng 8, nên số cần điền vào dấu hỏi chấm là số 8. Cuối cùng, 28 chia hỏi chấm bằng 4. Ta có 28 chia 4 bằng 7, nên số cần điền là số 7. Chúng ta sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo là bài 2. Bài 2 yêu cầu các con điền số. Ở đây cô có một bảng gồm có 3 hàng. Hàng đầu tiên là số bị chia, hàng thứ hai là số chia và hàng thứ ba là thương. Chúng ta sẽ dựa vào những số đề bài đã cho và tìm những số ở dấu hỏi chấm. Cột đầu tiên chúng ta có số bị chia là 50, số chia là 5, thương sẽ bằng 50 chia 5 và bằng 10. Cột thứ hai đề bài cho số chia là 4, thương là 7 và yêu cầu chúng ta tìm số bị chia. Ta có 7 nhân 4 bằng 28, nên số cần điền ở đây số bị chia sẽ là 28. Cột thứ ba đề bài cho số bị chia là 24, thương là 6 và yêu cầu tìm số chia. Ta có 24 chia 6 bằng 4, nên số chia sẽ là 4. Cột thứ tư đề bài cho số chia là 7, thương là 5 và yêu cầu tìm số bị chia. Ta có 5 nhân 7 bằng 35, nên số bị chia sẽ là 35. Cột cuối cùng đề bài cho số bị chia là 45 và thương là 9, yêu cầu chúng ta tìm số chia. Ta có 45 chia 9 bằng 5, nên số chia ở đây sẽ là 5. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo là phần luyện tập. Bài tập đầu tiên trong phần luyện tập là bài tập số 1, điền số. Chúng ta sẽ dựa vào những sơ đồ đề bài đã cho này và chúng sẽ tìm số ở dấu hỏi chấm. Với sơ đồ đầu tiên, đây là tìm thừa số. Muốn tìm thừa số, ta sẽ lấy tích chia cho thừa số kia, tức là 8 chia 2 bằng 4, nên số cần điền là 4. Sơ đồ tiếp theo này. Sơ đồ tiếp theo thì số dấu hỏi chấm ở đây đóng vai trò là số bị chia. Muốn tìm số bị chia, ta sẽ lấy thương nhân với số chia, tức là 7 nhân 4 bằng 28, nên số cần điền là 28. Sơ đồ ở bên cạnh đây là số dấu hỏi chấm cũng đóng vai trò là số chia. Vậy tương tự, chúng ta sẽ có 6 nhân 5 bằng 30, nên số cần điền vào dấu hỏi chấm là số 30. Sơ đồ cuối cùng, dấu hỏi chấm đóng vai trò là thừa số. Muốn tìm thừa số, ta sẽ lấy tích chia cho thừa số kia, tức là 30 chia 3 bằng 10. Vậy số cần điền là số 10. Sang bài tập số 2, cô có đề toán như sau. Có 35 quả cam xếp vào các đĩa. Mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được mấy đĩa cam như vậy? Phần tóm tắt. Đề bài cho chúng ta biết rằng có 35 quả cam xếp vào các đĩa và mỗi đĩa 5 quả. Đề bài hỏi chúng ta là xếp được mấy đĩa cam như vậy? Tóm tắt cô sẽ có 5 quả một đĩa. 35 quả ...... đĩa. Phần bài giải câu trả lời sẽ là số đĩa cam xếp được là, bởi vì là một đĩa cam thì có 5 quả nên muốn biết 35 quả xếp được bao nhiêu đĩa, chúng ta sẽ lấy 35 chia 5
và bằng 7 đơn vị là đĩa. Đáp số 7 đĩa. Vậy là qua phần khám phá tìm thừa số, tìm số bị chia và số chia ngày hôm nay thì các con đã học được gì? Đầu tiên là chúng mình đã tìm được thừa số trong một tích, số bị chia và số chia dựa vào mối quan hệ giữa thành phần và kết quả trong phép tính. Thứ hai là các con đã vận dụng và giải các bài tập và bài toán thực tế có liên quan. Hy vọng rằng các con có một giờ học thú vị cùng với cô. Chúc các con học tốt. Hẹn gặp lại các con vào những video lần sau.